Có những nơi tôi trở nên nổi tiếng, có những nơi tôi trở nên linh thiêng, cũng có những nơi tôi lấm bẩn hay thậm chí bị lãng phí. Nhưng luôn có một nơi đặc biệt, nơi tôi được bảo vệ. Bởi ở nơi đó, họ thấu hiểu, họ hiểu giá trị của tôi.